khi nói về các cái acid béo không no đó, để mà mình dễ dàng nắm được đó, ta chỉ nhớ ngay về các hợp chất như là omega 369 của DHA, thì đó chính là những cái acid béo không no đa nói đôi điển hình. Anh ơi, chị ca mà em không nghe không rõ thì ơi. Nghe không rõ không? À, tôi tăng mic lên đó. Rõ chưa? Alo? Alo? Được rồi thầy. Được rồi thầy. Nãy là mic có 30 vậy thì tôi tăng lên 80 rồi. Rồi thì những cái acid béo không no đang nói đôi điển hình á, gặp là như là DHA, omega 369. Thì khái niệm về buffa, đây là các acid béo mạch ngắn hoặc là dài, có từ 16 đến 24 carbon và có từ 2 nối đôi trở lên. Alo. Alo. Thầy ơi, ở ngoài có một số bạn không vô được á, thầy có thể gửi lời mời cho mấy bạn nó vô được không ạ? Nó là ai? À, Nguyễn Thị Diễm Thúy á thầy. Ủa, cho cái mail mới được chứ. Dạ thầy chờ em chút. Các anh chị chờ xíu không? Chị chat ở trên cái phong mà tôi copy cho mọi người. Thầy ơi em mời mấy bạn mấy chị được rồi thầy ơi. Rồi ok. Rồi chúng ta học thôi. Mừng quá. Thì những cái axit béo không no đa nó đo điển hình nó sẽ có cái mặt từ mặt dài đến mặt ngắn, nó thường có từ khoảng 16 đến 24 carbon. Thì nó có chức năng chính của nó là gì? Sinh năng lượng, đó là chất béo hay những axit béo sinh năng lượng cho tế bào. Thì chất béo sinh năng lượng theo chương trình gì? Alpha là mạch beta thì các bạn sẽ tự nhớ lại. Thì ở đây là ngoài cái việc mà nó sinh năng lượng thì nó còn có những hoạt tính cực kỳ quan trọng. Thì cho nên người ta mới liệt nó vào các cái nhóm thực phẩm chức năng. Thì ở trong cái buffa này á, cấu phần cơ bản tôi nói là cấu hình cis ở trạng thái lỏng trong điều kiện nhiệt độ thường. Thì một cái chất mà một cái axit béo á các anh chị, nó lỏng hay nó rắn phụ thuộc vào số liên kết đôi hay liên kết ba mà nó mang trên mình. Nếu nó mang càng nhiều những liên kết đôi, liên kết ba thì nó càng ở trạng thái lỏng, nhiệt độ đông đặc của nó càng thấp. Còn nếu nó càng ít thì nhiệt độ đông đặc của nó sẽ cao hơn. Ví dụ như các anh chị thấy là cái thường thường cái mỡ động vật của mình á, nó là axit béo no. Chứ ở nhiệt độ bình thường thì nó sẽ dạng rắn. Nếu mình gia nhiệt cho nó lên á, thì bắt đầu nó mới chảy lỏng ra. Nhưng nó trả nhiệt độ xuống thấp chỉ một phần thì nó đông đặc là một khối. Thì cái axit béo không no đa nói đôi này nó càng nhiều đa nói đôi ha, thì cái nhiệt độ đông chảy của nó sẽ càng thấp, nhiệt độ chảy của nó sẽ càng thấp. Thì mình sẽ có hai nhóm chính là axit béo không no thiết yếu và axit béo không no không thiết yếu. Những cái anh yếu thì mình sẽ gặp như chẳng hạn như ví dụ như là những cái thằng ví dụ như là omega 3, omega 6 thì những thằng này nè rất là cần thiết cho cơ thể của mình. Trước đây người ta còn gọi nó là vitamin E, thì hầu hết mình phải đưa nó vào bằng đường thực phẩm. Thì tiếp tục thì mình sẽ có nhóm thứ hai là những cái axit béo không no không thiết yếu, thì có hoạt tính sinh học rất quan trọng. Thì nhưng mà cơ thể có thể tổng hợp được chúng từ các loại axit béo ở trên. Thì thường thì nó sẽ có cái chuỗi rất là dài, nên lớn hơn 20 carbon các anh chị. Alo, anh chị này đang bất tết mình tắt mic luôn đi ha. Rồi, thì mình có thể tổng hợp được. Thì ngoài ra chúng ta còn chia thành theo nhóm omega 3 hoặc là omega 6 ha. Thì hầu hết á, hiện tại thì cái thằng của nhóm omega 3
là cái nhóm được mình sử dụng nhiều nhất. Omega 6 và omega 9 thì mình dùng ít hơn. Thì những công thức của nó thì các chị sẽ đọc, mà tôi ít khi nào cho thi công thức. Mình nói thẳng vào cái tính chất thì nó sẽ cải thiện những vấn đề về tim mạch và trong điều trị suy nhược. Thì nó cũng là những cái nguyên nhân, những cái thành phần, những cái nguyên liệu để tổng hợp nên những cái hoạt chất nội tiết quan trọng trong cơ thể của mình, như là các hormone sinh dục. Nó giảm nguy cơ hình thành khối u, và đặc biệt nhất là những cái axit béo không no đáng đo này nè, nó là một cái thành phần rất là quan trọng để cấu tạo nên cái tế bào não, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Tuy nhiên thì chúng ta hãy nhớ rằng mình cần là cần nhiều axit béo omega 3, axit béo omega 6 và 9 thì mình cần tương đối là ít, mình cần tương đối là ít. Nên khi mình nhận một cái nguyên liệu nào đó thì mình sản xuất cái axit béo omega 3, 6, 9 hay mình nôm na gọi là viên dùng cá cho người ấy, thì bình thường người ta phải chú ý đến cái tỷ lệ những cái axit béo này có phù hợp với người sử dụng hay không. Nếu không phù hợp thì sao các anh chị? Nếu không phù hợp đó, thì mình phải tắt bớt axit béo omega 6, 9 ra. Nhưng việc tắt omega 6 và 9. Hello? Alo? Ai vậy? Nhưng việc mình tắt cái axit béo omega 6 và 9 các anh chị, nó sẽ rất là khó khăn. Tại vì sao? Nó sẽ cùng cấu dạng, nên không khác biệt với omega 3 là bao nhiêu. Độ phân cực của tụi nó cũng đều rất là kém. Cho nên mình tóc như vậy nó sẽ không hiệu quả. Cho nên người ta lại cố gắng là tìm những nguyên liệu mà có axit béo omega 3, 6, 9 là phù hợp với người rồi đó. Cứ thế mà mình chỉ đi đến dầu của nó thôi. Chỉ để dầu của nó mà thôi, chứ không cố gắng tìm nguyên liệu mới để cải biến. Thì một số thành phần mà có thể đáng kể là rất là nhiều mua pha như là cá, hồi, lúa mì nguyên hạt, bơ đậu phộng. Thì dầu của các loại hạt có dầu thì ví dụ đậu nành, hạnh nhân, vân. Thì lưu ý là những cái loại dầu này mình dùng qua một cái quá trình mình gọi là chế biến món ăn. Thì cái số lượng axit béo mình gọi là tương nguyên, còn nguyên vẹn đi vào trong cơ thể của mình thường rất là ít. Và một cái nhóm nữa là dầu hydro hóa, mình gọi là bơ đó anh chị. Cái chất béo mà các chị cộng hydro vào thì nó sẽ biến thành cái dạng no, và dạng no này thường sẽ hợp lại những chất rắn. Và những cái chúng đã biết mà bơ á, thì nó sẽ có mùi thơm. Thật sự có nhiều phần ở trong đây á, là nó là cho một số cái hương liệu tổng hợp người ta tiêm vào. Nên là nói chung lại thì bơ nó là cái dạng dầu bị hydro hóa. Thực sự ngày nay người ta lo ngại đây là một cái tác nhân gây ra các vấn đề về tim mạch. Mà khi mà bài giảng mình dùng cái chữ là quan ngại hay lo ngại để mình khẳng định một cái gì đó, một cái vấn đề gì đó là nó tính chất cái chắc chắn. Nhưng thực ra các vị bằng những cái minh chứng mà tôi thấy được thì hầu như chắc chắn bơ là phụ phụ hoàng gây ra rất nhiều cái vấn đề về tim mạch. Cho nên thực sự là trong khẩu phần ăn mình tránh thằng bơ càng nhiều càng tốt. Một thành phần tiếp theo là axit amin, pectin, protein sinh học. Thì những anh này các anh chị thì các chị đã biết là khái niệm axit amin rồi. Pectin là gì? Thì những cái axit amin liên kết với nhau bằng cái liên kết pectin tạo kiểu polymer dài, mình gọi là pectin. Còn protein là gì? Là những cái pectin nó sẽ gấp liền hoặc là xoắn và cấu trúc bậc hai của protein. Như cấu trúc bậc 2 của protein là tiếp tục biến đổi thành cấu trúc bậc 3. Nhiều phân tử mang cấu trúc bậc 3 liên kết với nhau nó sẽ tạo ra cấu trúc bậc 4. Và tổng cộng tạo ra cấu trúc bậc 2, 3, 4 thì mình mới gọi là protein. Thì khi mà các bạn sử dụng protein thì mình sẽ làm gì? Cơ thể mình sẽ tiết ra enzyme cắt cái chuỗi protein và cái chip này thành những mạch ngắn hơn, cung cấp axit amin xây dựng nên các thành phần chuỗi protein cho cơ thể mình, và là sinh tổng hợp năng lượng cho cơ thể mình hoạt động. Trong đó các anh chị, nó có một cái số các cái biết ngắn, nó có nhiều hợp phần tính sinh học, ví dụ như là nó có thể là bắt lấy gốc oxy hóa, nó có thể là ức chế những cái enzyme gây cao huyết áp, ức chế những cái enzyme gây tiểu đường, hoặc là ức chế những enzyme gây lão hóa da, hay là ức chế enzyme sinh tổng hợp melanin, vân vân và vân vân. Thì những cái hợp tính đó của chuỗi bít tiết thường do cái axit amin ở đầu mạch nó quyết định. Mình cắt ra cái chuỗi là có 4 axit amin,
thì thằng vị trí số 1 và số 4 đó là hai cái đầu mặt á, thường nó sẽ quyết định cái hoạt tính của cái bên chích đó. Thì bên chích nghĩ từ nhiều nguyên liệu như các bạn đã thấy ha, tôi không cần giải thích lại. Thì tôi giới thiệu một xíu về broth. Broth thì các anh chị đã nghe hết rồi, đó là những cái gốc mà nó chứa oxy ha. Những cái gốc này đó, nó chứa oxy dễ phản ứng. Thì các cơ thể đem ra chẳng hạn như trong nước ven, nó có cái phân tử là HClO hay là NaClO, nó sẽ dễ dàng phân giải thành NaCl, NaHCl và một oxy nguyên tử. Oxy nguyên tử này dễ dàng nó sẽ tiếp thu những cái phân tử khác, thì một ứng oxy hóa rất là mạnh. Thì gốc oxy hóa trong cơ thể của mình cũng như vậy ha, nó sinh ra là do những cái oxy có khả năng tiếp nhận thêm những cái ion nguyên tử khác, gọi là oxy dễ phản ứng. Thì cái thành phần này ở đâu mà ra? Thì nó có thể là sản phẩm của những cộng đồng sống của tế bào, hoặc là ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường, ô nhiễm thực phẩm hay là căng thẳng tuổi tác. Thì theo ước tính thì bình thường á, có khoảng 10 triệu cái gốc lọt sinh ra trong cơ thể của người bình thường trong ngày. Thì thường thường là các gốc này nó sẽ được trung hòa bằng các enzyme hay chống oxy hóa trong cơ thể của mình. Tuy nhiên vì một số lý do là đấy mà các gốc này nó tăng lên quá nhiều trong cơ thể của mình, hoặc hoạt động chống oxy hóa cơ thể bị sụt giảm, thì dẫn đến là sẽ dư gốc oxy hóa này. Thì gốc oxy hóa này nó sẽ là nguyên nhân gián tiếp gây ra những cái sự suy thoái trong tế bào, kéo theo rất là nhiều bệnh lý nguy hiểm như tim mạch, ung thư hoặc tiểu đường. Thì những cái bệnh tiết nó dễ dàng chống lại gốc oxy hóa. Thì bên cạnh bệnh tiết đó nó sẽ còn những cái lavonoid, saponin, triterpenoid vân vân, nó cũng có khả năng bắt lấy những oxy hóa. Thì bếp tiết thì đến từ hai nguồn gốc là nội sinh và ngoại sinh. Thì các chị nhớ một số có bếp tiết ngắn có khả năng chống oxy hóa, ví dụ như là carcinogen hay là trigetic trên lúc tác sĩ ông. Thì nó sẽ là những thành phần được tổng hợp trong tế bào bắt lấy oxy hóa. Thì những cái bếp tiết ngoại sinh á, thì thường thường có hiệu quả rất là thấp, lý do là gì? Nó bị phá hủy trong đường tiêu hóa. Một số các bệnh tiết có cái chức năng chống oxy hóa được phân lập từ nhiều cái nguồn nguyên liệu khác nhau thì các chị tự đọc ha. Thì ngoài ra nó còn có những cái chức năng khác các chị ghi nhớ cái này, chống oxy hóa, vô hiệu hóa tự do như là đã học rồi. Chống cơ ứng áp thì rất nhiều bệnh tiết có ức chế được enzyme acetylcholinesterase làm tăng làm giảm quá trình tăng huyết áp của mình, hay là chống viêm, chống thoái hóa đầu tiên, ngăn ngừa ung thư, điều chỉnh hệ miễn dịch, kháng khuẩn, điều hòa cái chức năng thần kinh, an thần. Nó có một cái nhóm bệnh tiết neurobeptide. Cái nhóm neurobeptide này nó sẽ có cái hoạt tính là bảo vệ thần kinh rất là tốt. Thì có một cái nhóm nó chuyên nghiên cứu về các neurobeptide này. Và các bạn biết các peptide hiện nay nó sẽ nó đang nó đã và đang và sẽ được nghiên cứu rất là nhiều. Lý do là nó thứ nhất là nó sẽ tạo ra được một phần tử sinh học đồng ý giá và giúp mình chống chọi lại các bệnh lý, nhưng mà ở một cái chuyện là nó không gây ra tác dụng phụ, nó không gây ra tác dụng phụ. Còn nếu chưa thì cơ thể sẽ không giải nó để tạo ra cái tiền chất là acetamin để cơ thể tổng hợp một chuỗi protein mới. Thì cái bác sĩ nhất là anh chị nó còn có thể là ức chế enzyme alpha amylase làm giảm cái sự gia tăng được huyết sắc gan, thậm chí một số các chất sinh học không ổn chế các DPP4 làm tăng cái quá trình sản sinh insulin, giảm quá trình sản sinh glucose. Một số chất tiết nó còn kháng được khuẩn anh chị, ở đây khuẩn một số là vi khuẩn nó sẽ bị cái các cái chất gọi là cái nhóm chất kháng khuẩn chết. Thì thường thường là cái hợp tính chết của nhóm chất tiết này nè tăng quá cao, nó quá cao, và hầu như chúng ta chủ yếu là mình dùng nó để mà mình chống lại những cái vi khuẩn thông thường, và thường thường cái nồng độ nó phải cao cho nên là số thuốc dùng trong cái loại thực phẩm không dùng làm thuốc. Thì một số cái sinh học đã được đề cập đến như các anh chị đang đọc ở giờ thiên ha. Cái nhóm cuối cùng sẽ được gọi là các chất tinh gel. Thì hầu hết cái các lớp còn lại khi kết thúc của thứ hai á là nó kết thúc trọn vẹn không sót cái gì hết. Nhưng lớp mình thì lại để là ba một thì tôi dán tôi chép từ từ luôn. Bọn con tôi kể nghe vui lắm các chị, hiện tại có ba người, tôi thì chung với thầy nữ tinh thường viên, thầy chung là chuyên gia bị giáo giáo án, tức là hết giờ mình chưa hết bài. Còn thầy Nguyên thì cái vấn đề là hướng giáo án, tức là ông vô ông nói chút xíu là xong bài nè, không mở nó rộng, không có tả sâu gì hết, ở một sinh tử tôi cười ra bộ luôn. Nhà có ba người, mà một người đi nhanh, một người đi chậm,
thật sự các chị biết là cái những cái môn học này nó kiến thức rất là nhiều, cho nên những cái mà muốn nói thì các chị nhưng mà cầm lòng lại, tại vì sao nói họ để hết giờ không kịp giờ, cho tôi sẽ biến thành cái bài tập để các chị tu luyện. Mình tiếp tục các anh chị, thì cái phytochemical này nè, nó là gì ha? Nó là những cái hợp chất sinh học được chiết xuất từ thực vật ha. Thứ nhất là nguồn gốc thực vật, thứ hai hầu hết các hợp chất này đều thuộc nhóm thứ cấp. Nhóm thứ cấp có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó không sinh năng lượng, không tham gia vào cấu tạo của tế bào. Như vậy nó xuất hiện trong các tế bào động vật của mình đó các anh chị, nó đóng một cái vai trò như là tác nhân sốt tán hay là số các bạn nhất định trong thầy ơi của mình. Alo, đó có bạn nào tắt có mấy cái thầy ồn quá thầy ơi. Alo, bạn đang sao rồi mới tắt với các bạn? Tôi có thấy ai sao? Ai hình như nó tắt hết rồi. Nghe được chưa? Nghe chưa? Alo, thầy lên thì ta mút cho nó đi thầy ơi, nó dẫn giọng bạn nào đó. Thầy ơi, có tiếng gió hú nữa thầy. Hết gió hú chưa? Alo. Dạ hết gió hú rồi thầy. Nghe được chưa? Dạ được rồi thầy. Xong cái mày nó đập cửa rầm, nó đóng cửa cái cho tôi luôn rồi đấy. Tôi ra trên lầu ăn một cái phòng trống. Ai, tôi nghe đồn rồi tới khi nào nó lên đây lắm, nhưng mà tôi thấy ngoài lan như có người đang nhìn. Alo, nghe rõ không các anh chị? Dạ rõ thầy ơi. Dạ ok, thôi mình học tiếp đi ha. Đuổi qua cái phytochem này, như vậy bản chất ta được chiết xuất từ thực vật làm, và nó là các hợp chất thứ cấp không tham gia vào xây dựng của tế bào, các anh chị, cũng không mang sinh năng lượng cho tế bào hoạt động. Nhưng nó là cái gì? Nó sẽ tham gia vào một số phản ứng là nhất định cho cơ thể của mình, nó sẽ tăng cường một số phản ứng hoặc là ức chế một số các phản ứng dẫn đến là cái thay đổi một số đặc tính sinh lý bên trong tế bào của mình. Thì thường là các anh chị, như các phytochem tiến hành là gì? Là lanolin, là saponin, là carolin. Thì các nam môn và các nhóm polyphenol thế là một người như nhóm hạ là nhau ha, nó hòa hẳn với nhau. Rồi cái carotenoid là trị tự tenoid đó, ơn phân và hữu văn rất là những cái hợp chất thứ cấp mà chúng ta đã thấy. Và hầu hết các thanh điện hay các điện sử dụng các thảo dược hoặc thân là trong điện hay nam dược gì đó, thì những cái thành phần mà có hoạt tính ha, được gọi là thuốc đó, thì hỏi bằng cách nó là cái phytochem. Thì từ chống lão hóa, chống oxy hóa cho đến là tiểu đường, xương khớp, thậm chí là ung thư hay là một số vấn đề vân vân những vấn đề khác, thì nó đều có thể là do các cái thương xem này giải quyết. Thì nói như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái thương xem này đang chính là thành phần có hoạt tính mạnh nhất trong cái thành phần chức năng. Thì ngày nay đó, người ta có thể tìm thấy thì một số cái phytochem không phải chỉ từ thực vật mà đến từ động vật. Cái gì hải sản? Hải sản không phải biển các anh chị, nó là động vật và nó có chứa saponin. Một số loại hải sản có cái hàm lượng saponin nó có thể lên tới là 3%, thậm chí là 5%. Thì với cái hàm lượng như vậy là rõ ràng nó cao hơn so với hàm lượng saponin trong nhân sâm. Nhân sâm hàn quốc khoảng 35 tuổi thì không lại đó đâu. Thì do cái cấu trúc cung sâu niên mà cái từ từ cái sâu niên trong sâm á, nó sẽ có tác dụng là tăng cường hoạt động của máu ha, mà nên đang là thuốc bổ là chính. Còn cái sâu niên ở trong hải sâm đó đó thì nó là cái độc tính, nó thể giết chết các tế bào ung thư, nên người ta sử dụng cái sâu niên từ hải sâm để làm các thuốc chống ung thư. Thì khi mà tôi đi biển, tôi tập một hải sâm để tôi nghiên cứu về dược liệu á,
thì cô lúc tới điện ra lúc mà đi thì tôi có những cái cử nhân rất là quen, tại vì họ làm việc trong một cái từ nhà họ làm việc cho công ty có mình họ tôi ở ngoài nhân sáng á, thì tôi đi với ông tổng tiếp đãi nhiệt tình lắm, thì tôi nhậu thì đưa đi, nói chung là tự ta tưởng đâu chạy đến bắc thì mình chỉ đường dọc thì đi kiếm hải sản đó trong biển, ta chỉ biết gì qua hải sản mà mình bắt lên ông nó ớ đặt bắt bỏ đi đặt bắt bỏ đi, thì các anh chị biết là tại sao mình đọc thì ăn có không được nghệ lực tính nó cao, thực ra đọc tính nó là cái hàm lượng sau khi nó cao quá, có là tôi không nạp được lời hải sản ở đó hàm lượng sau khi nó lên tới 6%, thì tôi chiến là xong tôi thấy nó cao quá tôi cũng ngại gì thấy, thì tôi một nửa tôi chiến còn một nửa tôi cắt lại ha, thì chiến cái này ra đó thì tôi bảo quản có điều kiện thì giải trình tự đi xác định đòi của nó rõ ràng cái có cái nghiên cứu nào có cái cái loại này hàng về mặt data đấy thì cũng khẳng định cái ưu thế là định nhân loại về data của mình, thì các chị đi có điều kiện đi tu tập các cái kinh trang này trong mỗi lần rất là nhiều các chị thì mình sẽ gặp vô số từ ngày trước đây á, ở như tập ngày 80, 70, 60, 50 á, cho nên ngày trước các những cái cổ sinh hoạt linh á, nó bị to nhưng có những liệu hạn thường hay hạn soàn á, người ta thu thập nó từ rừng có những cổ sinh hoạt linh là 40 năm tuổi, 50 năm tuổi, hàm lượng hợp cái đó là vượt trội, người ta kiếm ta là ta đi dặn, người ta không nghĩ là nó giá trị thế nào, rồi sau này những nghiên cứu mà người học được cổ sinh hoạt linh cho thấy là nó có cái tác dụng là hỗ trợ thị trường đồng thời chúng ung thư rất là tốt. Anh ta thì biết là hiện nay trên thế giới là mình có 6 cái loại sâm mà điển hình là Việt Nam mình có sâm Tùng Linh hay được gọi là sâm Việt Nam, Trung Quốc có sâm của nó, Nhật nó có sâm của nó, Hàn Quốc có sâm của nó, Mỹ nó có loại Tây Dương sâm và Nga nó có sâm Syria. Tại sao là sâm này nhiều như vậy nào? Là 6 loại điển hình. Thì anh chị này mà làm bên dược liệu thì có lẽ là đang gặp lần lượt đủ sáu loại này, thì phân biệt đây cũng đơn giản như không có các anh chị, trong đó có sâm Syria hay là sâm Nga nó được coi là vua của các loại sâm tăng lực, nó tăng lực thì hỗ trợ sức khỏe rất là tốt, những cái người kia da người Nga mà khi ra phục trụ á thì luôn luôn mang theo một số loại sâm Syria để hỗ trợ sức khỏe tăng lực cho người khác trong những ngày mà họ ở thành phục trụ. Thì có một đợt Nga nó nghiên cứu xong nó thấy là cái sâm linh của Việt Nam còn tỉnh tăng lực còn tốt hơn sâm của nó đó, nhưng mà lúc nghiên cứu xong rồi đấy khi học nhau báo cáo được cái là sâm nó thì rớt giá là sâm Việt Nam sẽ có giá này à, Việt Nam mà thì đã đem cái sâm linh thì nghiên cứu nhiều nước thậm chí có nhiều thầy làm được cái tiến sĩ về sâm linh á, nhưng mà làm được cái tiến sĩ ai được thì các nguyên liệu sâm linh tôi thấy mang qua việc phân tích nó phải nói là gọi là lão anh, còn những loại khác thì ra mình cũng rất là nhiều thảo dược thế giới cũng vậy, ngoài sông thì là tình cảm thành thất nha, thậm chí cái năng tại cái sự cái loại năng nó nhuyễn nhất anh chị, nó cũng là một cái nhiều những giá cái thành phần nó có hỗn tính là cái nó bỏ rễ ha, mình chạm nó bỏ rễ mình phân bón mình làm dược liệu, còn cái chị nhà mình cái khách trang trí tại mua của sông năng lá nhuyễn này là ngon rượu, họ cũng mua rất là bổ và để trang trí cũng là đẹp. Thỉnh thoảng các chị đi giáo dục đường nhà trường trên cộng hòa ấy, các chị thấy nó bán của ta dùng luôn, nó là những đá, nó là cái đá. Thì thực sự các chị mua về là những cái này, mình có ngâm, ngâm cái cho mua thôi. Thì nó là những cái nó to, còn tính của nó rất là thấp, còn tính rất là thấp. À, từ một số người ta khác nhận, từ nhà lát sẻ, hay là một số người ta lát tròn, nó có nhiều trắng lát các chị. Thì này là mang theo một số là phần sơ liên và độc tính là cái không có thích hợp cho người sử dụng. Các cái thông xe này là thanh tịnh thì nó nói là cái kiến thức của thực vật nhiều ngày nay người ta cũng thấy là từ thực vật đó, cho nên người ta một số người vẫn chấp nhận một cái cách gọi tương đối là gọi hết tất cả là kỹ thuật trẻ và nào mới có gọi được cách sẽ thấy trong những giáo trình nước ngoài. Tuy nhiên có người bạn gái là gọi thuật ngữ khoa học là ở gồm cái tiếng xá ha, là gồm cái tiếng xá, cho nên là ngày nay cái thành ngữ mình xem là mình gọi như vậy, nhưng có người ta những tranh cãi người ta không muốn gọi như vậy ha, người ta gọi như là cách học cái thứ cách mà từ tập thực vật hiểu hơn, thì đó là chuyện gọi ta khi mình cứ tập thành gọi là cái tiếng xem. Thì ở đây á cái tiếng xem này nó đóng vai trò là sự tạo màu ha, tạo mùi
tâm vị cho ăn các loại thực vật, thậm chí một số cách nó làm cái cách để giúp cái cối nó chống lại tác động của côn trùng như vậy. Và những hành nhất là ta chỉ thấy là có rất nhiều loại cây nó tiết ra những cái hợp cái polyphenol, nó có mùi có vị và có tính để ức chế những cái vi sinh vật, ức chế những cái con sâu đang ăn cái thân của nó. Ở đây nếu như các anh chị nằm ở miền núi á, các anh chị xem là có cây nhớ bầu. Thật sự cây nhớ bầu ở các anh chị ta hay nó có cái tên khác là trầm hương. Còn tên thì khi mà một cái vết thương xảy ra trên thân cây nhớ bầu, nó sẽ tiết ra một số tạp chất để ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, vi nấm hay là côn trùng gây hại và mau chóng làm lành vết thương đó. Thì nó nói cái này chắc nhiều cây nha. Thì cái chất nhựa thì nó ra nó tự giúp làm che giống như cái cơ vết đồng máu của người vậy đó, nó sẽ che lấy cái vết thương trong thời sự cái hồi phục. Nhưng cái chất này là nó sẽ thấm vào trong những thớ gỗ, làm những thớ gỗ nó có mùi rất là thơm, còn gọi đây là trầm hương. Còn cái dạng đá của trầm hương đó là cái kỳ nam, thì thực sự đó thì có lẽ là cái tết trong chúng ta được tận mắt thấy cái miếng trầm hay là miếng kỳ. Kỳ thì nhìn nó sạch sẽ hơn, nhìn nó bóng nó hơn, nó đẹp hơn, mùi thơm nó nặng hơn, nồng nàn lắm, thì người ta dùng nó như một cái loại thần kỳ quý giá. Thì thực sự mình nói thì đó là cái mình nói như thế thôi, còn ở y văn cổ như thế này rồi người ta phân tích thì cụ thể các thành phần hóa học trong kỳ nha hay là trầm hương thì thực sự cũng chưa phải là cái đề tài để nói. Thì cái thì biết là cái giá trị nó quá cao hay cái một số cái người ta sưu tầm trầm hương á, ta để trong nhà ha, nhưng thực sự nó phải sử dụng như là cái dược liệu quý giá. Ở quý giá thì có lần nữa ông thầy ông trồng 4 hectare gió bầu ở Gia Lai á, ở trong nước thì cái cơ bản sân xa năm 2008 tràn vào khu đó, làm coi như toàn bộ 4 hectare gió bầu còn lại gãy nát gãy tan đó. Ông nhìn thấy ông buồn bảo ông buồn quá trời dẹp luôn, không tập trung vào nghiên cứu gì hết. Thì cái ông có sang sang là đó là nó đánh từ Đà Nẵng đánh qua tới Tây Nguyên á. Thì có lần tôi đi công tác tôi ghé ngang đó ha, tôi thấy là trong cái vườn đó ông bỏ phế là kiểu có người trong là mọi người tết là người tăng giáo ông tâm á. Còn đó tôi sẽ thu được một lượng rất là lớn tầm hơn từ giấu ở nhà tôi tới bây giờ còn thơm nồng nàn lắm. Đấy là những cái hợp sinh tính đó được tạo ra. Thì ở đây á mình sẽ gặp rất là nhiều, ví dụ như là những cái sâu niên trên tập viên ta vân vân, thì những cái hợp chất này trong các loại thảo dược mình gọi nôm na là thuốc lá hay là thuốc bắc, cũng có thể chia chúng thành các nhóm. Thứ nhất là hợp chất phenol, nó có chứa một benzen phenol thân một benzen, thì mình sẽ gặp ví dụ là phytoestrogen. Đây là cái estrogen thực vật, ví dụ như Isolavon của Lipdance. Mình có thể gặp như là cái Lacroix, cái gì ở Chesire, có trong đặc sản. Hoặc là Tannin. Cái nhóm thứ hai mình gặp là Lucosinolat. Đây là hợp chất chứa Lucoacetamin này, nó có những cái Lucifol, nó tạo ra cái mùi cay hăng, nồng. Nó có nhiều những cái rau cải, họ thập tự. Và hợp chất Lucosinolat phổ biến nhất đó, hay là nổi tiếng nhất là Cerugin, là có đó là thành phần tạo mùi chính cho cái mùi tạp là wasabi. Nhóm thứ hai là carotenoids, là nó có chia là các tetracarotenoids thì mình gọi là nhóm chính. Nhóm caroten như là beta caroten hoặc là lycopene. Nhóm thứ hai là cytokine, ví dụ là lutein và zeaxanthin. Rồi các nhóm khác ví dụ saponin, phytosterol, các bạn đã quen quen với dược liệu rồi, hay tôi nhắc lại. Thì cấu trúc của tụi nó là tổng hợp và tăng trưởng, mình chỉ đi vào cái lợi ích sinh học. Thì ví dụ Isolavon nó thuộc nhóm các phytoestrogen, thì giống như cái estrogen của động vật công vú, tuy nhiên á là nó sẽ không có quá nhiều cái đặc tính như động vật công vú nó mang lại cho mình. Thì cái Isolavon là một cái hợp chất quan trọng nhất của nhóm phytoestrogen. Isolavon nó sẽ làm được gì? Nó sẽ phòng ngừa ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới, ung thư vú ở nữ giới, hỗ trợ tốt cho qua sinh sản cùng đoạn xương, hỗ trợ chức năng tuyến giáp, hạ chế răng xấu, tới tiết mật vân vân. Thì cái Isolavon này đó các anh chị, nó không thể có khả năng, nó không có học tính chuyển nam thành nữ đâu,
Các nhân người sở hành của phương hướng hành lâu ngày thì nam tính sẽ bị chuyển nhân sang nữ tính. Tại vì một số các rào cản sinh học như là bệnh và cho phép anh không làm được cái điều đó. Nhưng các chị lưu ý ở người mình có cái thói quen hay đó, mình sẽ điều chỉnh cái nhịp cơ thể mình tốt mà. Có nhiều người nó đang tìm trước khi mà bị tác động của con Isolawa này là người ta sinh ra cảm giác là chán ăn, chán ăn chán không, người ta không không có sử dụng cái sản phẩm đồ lành nữa. Thì các chị biết rằng có nhiều người cho rằng những nhà sư sử dụng cái đồ lành này nè để giảm cái ham muốn, thực sự nó có phần là nó làm giảm cái ham muốn của con người mình. Nhưng cái chính tại sao các chị biết người ta sử dụng cái đồ lành hay không là do cái hàm lượng của các acetamin trong đồ lành đó nó tương đối cân đối với người. Thì thực sự giữa protein động vật và protein thực vật các anh chị bao giờ nó cũng có sự chênh lệch trong tỷ lệ các acetamin trong đồ lành. Động vật nó có tỷ lệ các acetamin tương đối là tương đồng với động vật, cho nên từ ngàn năm qua không phải ngẫu nhiên gì người ta đã chọn lựa chọn đồ lành như là cái nguồn cung cấp các protein chất lượng cho những người chay. Thì từ nhà sư những người chay ha, biển thành á, cho đến thành dân thì mình cũng đều dùng những sản phẩm từ đồ lành, ví như là tương, chao, đậu hũ, vân vân, thì nó được coi như cái nguồn protein chất lượng. Catechin thì đây là cái nhóm polyphenol phổ biến ở trong cái họ là polyphenol, chúng có tính chất chống oxy hóa rất mạnh. Các hợp chất từ nhóm catechin như là catechin, galocatechin, epicatechin vân vân, và đặc biệt là ergogen, thì nó là cái hợp chất không tính sinh học rất là nổi bật, nó là một cái chất chống oxy hóa rất là mạnh, nó có nhiều trong đạm xanh và nó giảm dần khi chúng ta sản xuất cái đạm đen. Thì nó sẽ là cái chất chống sữa rất hiệu quả, nó ngăn ngừa xương cứng, xương động mạch và bảo vệ tim mạch rất là tốt. Nó chống thoái hóa thần kinh, ngăn ngừa nhiều loại ung thư và kháng khuẩn, hỗ trợ tốt cho tiểu đường và nó làm giảm cân. Tiếp theo là beta carotene, lutein và lycopene. Chúng ta chia hai nhóm, thứ nhất là beta carotene và lycopene thuộc nhóm carotene và lutein và cytosine thuộc nhóm cytosine. Thì chúng sẽ tạo ra cái màu sắc và cái mùi đặc trưng cho các loại thực vật. Nhưng đồng thời thì nó cũng là những cái chất chống oxy hóa cực kỳ hiệu quả. Nó sẽ tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ mắt và da được khỏe mạnh. Nó ngăn ngừa ung thư, đặc biệt là ung thư phổi và tuyến tiền liệt. Hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch rất là tốt. Thì đây là một số cái hợp chất thứ cấp điển hình. Metabolite, phytoestrogen, glucosylase, colonic thì các chị sẽ đọc thêm trong bài ha. Thì một số lưu ý khi sử dụng các cái phytochemical này nè, thì nó có thể làm giảm cái sự hấp thu của các dinh dưỡng khác. Ví dụ như sử dụng lipinol thì sẽ làm giảm hấp thu sắt. Một số phytochem khác ha, thì nó có thể tới sức khỏe nhiều độ nguy cơ cao hoặc là gây hại. Ví dụ như sử dụng alo. Anh ơi, dạ thầy ơi, tôi kịp thương vô ông được thầy ghép tôi cùng với thầy ơi. Rồi, cho tôi cái địa chỉ mail tôi ép vô. Địa chỉ mail có thương đâu. Cho địa chỉ mail của bạn thương đi. Dạ. Isolafon liều cao quá thì nó sẽ làm tăng nguy cơ thương vú ha. Hay là sử dụng nhiều phytochem chưa đầy đủ thì có thể nó cũng chưa một số thằng chưa đầy đủ để kết luận. Thì có một cái vấn đề là các chị có sử dụng nhiều những cái nguồn thực vật tươi xanh thì nó sẽ cung cấp cho các chị nhiều chất xơ và tinh khoáng và các phytochem nó có lợi cho sức khỏe. Thì một số nguyên liệu thời tiết ăn phổ biến ở Việt Nam tạo gốc xong lên trà xanh từ nước ẩm cung vân vân, thì tôi đã có một số các kinh nghiệm về các nguồn dược liệu này ở bên cấp hai tập của mình, thì tôi để các bạn tự tìm hiểu ha, và tôi đã có số câu tập các bạn có thể câu bên kia ha. Các tiền đề phát triển thì cái phần này tôi muốn để các anh chị đọc, tại vì thứ nhất nguồn nguyên liệu mình thấy rất là dồi dào, khi có nhiều nguyên liệu mình nghiên cứu chưa đến nơi đến chốn, thì cũng cần cứ nhập cái nguyên liệu có hồi tính tương tự nước ngoài. Thì hướng nghiên cứu hiện tại này mình sẽ cố gắng áp dụng những mô hình tiên tiến nhất, mô hình có thể là tả lập cái mô hình lâm sàng tốt nhất
Mỹ mình nghiên cứu và những cái học tính từ ngày càng mở rộng thì cái này ngày mai khoa học chúng mình thấy cái kia nữa, làm siêu các học thuật kia nữa. Rồi tiếp tục sản xuất thì mình sẽ áp dụng những cái mô hình tiên tiến về mình làm thế nào mà mình có thể chiết xuất được dược liệu có cái hàm lượng cao nhất, tốt nhất, cao nhất, tốt nhất, vân. Thì quá trình nghiên cứu của sản phẩm mới thì nên là quá trình đòi hỏi mình phải làm từ từ. Khi mình bắt đầu thu thập dược liệu, khảo sát sơ bộ tính thêm sâu hơn những cái bước tiếp theo. Thì các chị sẽ đọc cái này ở trong cái bộ điện cương hai các chị. Thì cái điện cương thì có hỏi vài câu, các chị có đọc và rút ra đáp án trong trường hợp các chị không có rút ra được thì đến cái ngày mà thế giữa kỳ sẽ rất là ôn tập á, tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn lại các bạn những cái này. Thì mình sẽ kết luận một số cái vấn đề thì rõ ràng là cái thị trường dược chức năng ở Việt Nam cũng rất là phát triển, người dùng cũng rất là nhiều. Và quan trọng là gì, mình phải tập trung cái hướng nào. Và vì nói với những cái người mà người ta mới sử dụng hay là những người mà chưa có dấu hiệu bệnh tật, mình sẽ ưu tiên chọn những cái dòng bệnh thuật sơ cấp. Còn những người ta dùng nhiều rồi hoặc người ta có những cái bệnh lý tuổi tác, người ta sẽ ưu tiên những cái sản phẩm có chứng nhận cái thứ cấp để mang lại những cái phẩm chất, những cái giá trị vượt trội. Thì đó là hết bài 3 của mình, hết bài 2 của mình. Bây giờ mình sẽ đi qua cái bài 3 các anh chị. Thì ở đây á, mình dễ ra tại chỗ khoảng 5 phút được không các chị? Alo. Dạ được thầy, dạ được ạ. Tại vì đang mấy nó nhức nhức đầu á, cho tôi nằm cỡ đỡ 5 phút thì tiếp tục ha. Dạ dạ dạ.